Năm biết chuyện tôi mất xe không? Hả? Oh no. Mất xe gì á chị Út? Cô Năm biết ai lấy xe của tôi không? Chị cứ luôn. Em có biết gì đâu. Mất hồi nào chị kể em nghe coi. Tôi cho cô Năm coi này nè. Vui lắm. Hả? Thôi tiêu rồi. Chắc cô không biết nhà tôi mới lắp camera ha. Có bắt rồi. Chị Út ơi, em khổ quá chị Út ơi. Chuyện là mẹ em bị bệnh nặng, cần tiền chữa trị gấp, mà em còn nợ chị tiền nên không dám mượn nữa. Em thiếu suy nghĩ, hành động dại dột, mong chị giơ cao đánh khẽ. Thôi cô Năm nín đi, tôi nghe mà xót xa vậy đó. Mà tôi thấy lạ, mẹ bệnh mà cô Năm thảnh thơi không về lo mẹ ha. À chị nói em mới nhớ, thôi em về lo mẹ em liền nha. Lo mẹ hay lo đề á cô Năm? Đề gì á chị? Tôi nghĩ hạ màn được rồi đó cô Năm. Lấy gì của tôi thì ói ra trả tôi mau lên. Cô làm gì vậy? Thì bữa trước em ăn cơm nhà chị, giờ em móc ra trả chị nè. Học hành như mày chắc chỉ có bán vé số quá. Tại con đói nên buồn ngủ á mẹ. Giờ mẹ đi chợ hả? Ừ. À quên, bữa trước tao có mua hũ này, nghe nói tốt cho trí não lắm. Hũ gì vậy mẹ? Rong biển giấy tỏi hảo hạng. Ở nhà ăn giấu cho kỹ nha. Để mẹ Năm nhiều chuyện biết là mất trắng nha mày. Thôi tao đi chợ coi nhà đó. Dạ. Mẹ có nhà không con? Dạ, dạ, mẹ con đi chợ rồi cô Năm. Con đang ăn gì đó? Mẹ con dặn không cho cô Năm ăn đâu. Ờ, cô đâu có ăn. Mà cô khát nước quá, con lấy cho cô ly nước nha. Cô Năm qua nhà con chi vậy? Ờ, thì cô qua trả tiền cho mẹ con. Con đi lấy nước đi. Mẹ Út này sang dữ, mua rong biển chí tỏi nữa chứ. Ngon hả? Phải mang về cho con gái một ít mới được. Đã mang tí lấy thì lấy hết cho rồi. Dạ con mời cô Năm uống nước. Cảm ơn con nha. Chờ mẹ con lâu quá. Thôi cô Năm về xíu qua nha.